Quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Với mục đích tập hợp chắt lọc những kinh nghiệm của các chuyên gia trong nước và quốc tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ về chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Việt Nam. Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp thông minh Industry 4.0 Summit 2018. Tại các chuỗi chuyên đề của diễn đàn, các diễn giả đã tập trung trao đổi về thực trạng triển khai và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 tại Việt Nam, đề cập đến một số xu hướng nổi bật về công nghiệp 4.0, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát biểu trong đối thoại tại diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã ở rất gần với Việt Nam. Để chủ động khai thác những cơ hội do cuộc cách mạng này mang lại, cũng như hạn chế những tác động không mong muốn, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam quyết tâm xây dựng các định hướng lâu dài và chính sách cụ thể, xây dựng chiến lược quốc gia về 4.0 với sự tham gia của các bộ ngành, chuyên gia quốc tế với tốc độ cao. Hiệp hội da giày túi xách Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm, xuất khẩu toàn ngành đạt 9,45 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 8,4% so với cùng kỳ. Dự kiến đến cuối năm sẽ đạt 19,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tác động từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang đặt ra nhiều thách thức với doanh nghiệp da giày trong nước. Theo các chuyên gia nhận định, mặc dù kết quả cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vẫn khó lường, nhưng khả năng tính cạnh tranh của sản phẩm da giày Trung Quốc sẽ gặp bất lợi và hàng loạt nhà đầu tư xuất khẩu sang Mỹ sẽ chuyển sang Việt Nam. Đây vừa là cơ hội cũng là thách thức, bởi khi có đầu tư ồ ạt sẽ dẫn đến xáo trộn thị trường, cạnh tranh về đất đai, đặt nhà xưởng, cạnh tranh về lao động, khiến chi phí sản xuất tăng lên. Doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ, công nghệ lạc hậu sẽ gặp khó khăn. Chưa kể đến vấn đề rào cản khác, tác động đến sự ổn định, bền vững của ngành da giày. Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều phụ huynh có xu hướng đầu tư cho con học ngoại ngữ sớm, nhiều cha mẹ chọn cho con làm quen với ngoại ngữ ngay từ lứa tuổi mầm non. Nắm bắt nhu cầu đó thì nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã triển khai các lớp làm quen với ngoại ngữ cho trẻ với nhiều cách làm sáng tạo. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phóng sự để hiểu hơn về hiệu quả của hoạt động này và sự đón nhận của trẻ và các bậc phụ huynh tại thành phố Thái Nguyên. Đây là một hoạt động vận động ngoài trời sau giờ đón trẻ buổi sáng dành cho các bé từ 3 đến 5 tuổi tại trường mầm non Hoa Hướng Dương, thành phố Thái Nguyên. Với hoạt động này, các bé sẽ được nhảy và hát theo những bài hát tiếng Anh đơn giản dành cho lứa tuổi mầm non, được tập nói những câu tiếng Anh đơn giản quen thuộc với giáo viên ngoại ngữ. Hello, what's your name? My name is Lau. Where do you come from? I come from Sunflower. How are you? I'm fine, thank you. Thank you so much. Chỉ với 30 phút mỗi tiết thì các bé sẽ được học phát âm, nhận biết từ qua hình ảnh, giao tiếp với giáo viên. Đặc biệt là thông qua các trò chơi, các bé tiếp cận với tiếng Anh dễ dàng hơn. Thực ra cái phương pháp mà dạy cho các bé mầm non thì nó sẽ phải khác với các bạn lớn hơn. Bởi vì các bạn mầm non thì mình phải có một cái phương pháp dạy mở, làm thế nào thu hút được các con vui tươi bằng qua các hoạt động. Học tiếng Anh thì giống như là các trò chơi thôi. Ví dụ này, thông qua các cái trò chơi này, các cái bài hát, các cái hoạt động, thế là hấp dẫn thu hút các con học mà chơi như là học. Theo dõi từ phía các bậc cha mẹ học sinh, có những tín hiệu tích cực trong việc cho trẻ học ngoại ngữ sớm. Thực ra mong muốn của gia đình chúng tôi không phải là các cháu thực sự giỏi. Các cô đã khơi gợi được tình yêu học tiếng Anh qua các hoạt động vừa vui chơi vừa học tập, không dồn ép quá nhiều đối với các cháu. Và những gì mà các cháu nhận được thì nó cũng có cái sự chuẩn xác ngay từ ban đầu về phát âm, về ngữ nghĩa. Và điều đấy khiến chúng tôi rất là hài lòng. Còn tại trường mầm non Đồng Quang, một trường công lập trên địa bàn thành phố, những buổi học ngoại khóa tiếng Anh luôn tạo được hứng thú cho các bé. Với 30 phút học mỗi tiết, hai buổi một tuần cùng giáo viên nước ngoài, hiện trường đã thu hút được 150 trên 475 học sinh tham gia vào 4 lớp học ngoại khóa tiếng Anh. Basically for small kids, kindergarten students, I use pictures. Để dạy tiếng Anh cho lứa tuổi mầm non thì tôi thường dùng các hình ảnh, bài hát, rất nhiều bài hát khác nhau. Bạn cũng có thể tìm thấy những bài hát đó trên mạng. Ngoài ra, chúng tôi còn dùng nhiều trò chơi để khơi gợi sự hào hứng cho trẻ. Ví dụ như ngày hôm nay, tôi chỉ dạy trẻ hai từ mới, sẽ dễ dàng hơn để trẻ có thể nhớ những từ mới này. Với mục tiêu mang lại môi trường học tập tốt nhất cho học sinh, hiện nhiều trường đã đang triển khai giảng dạy tiếng Anh cho trẻ từ lứa tuổi 3 đến 5 tuổi. Đây được coi là lứa tuổi vàng cho việc tiếp cận với ngoại ngữ, phát triển kỹ năng giao tiếp, ghi nhớ một ngôn ngữ mới. Ngay từ đầu năm học cũng đã triển khai đến phụ huynh, tuyên truyền đến phụ huynh và cũng xây dựng kế hoạch và được duyệt từ phòng giáo dục cho đến sở giáo dục cũng đã duyệt cái chương trình này cho chúng tôi. Thế và thực hiện cái chương trình này trên cơ sở là
ký hợp đồng đối với các trung tâm mà đã được sở giáo dục cũng như phòng giáo dục thẩm định cái chương trình này. Có thể thấy, việc dạy tiếng Anh sớm cho trẻ mầm non đang mang lại những kết quả tích cực, phù hợp với xu thế được đông đảo đón nhận. Vậy thì tại sao chúng ta lại không tranh thủ một thời điểm vàng để giúp trẻ làm quen với ngoại ngữ? Toàn cầu hóa thúc đẩy cuộc chạy đua phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại các quốc gia, khu vực trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Cùng với quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, thì giáo dục phổ thông Việt Nam cần được đổi mới trên cơ sở vẫn giữ được những nét đặc thù của giáo dục trong nước, đồng thời tiệm cận được các tiêu chuẩn chung của thế giới. Chính vì vậy, nhiều trường phổ thông Việt Nam đang lựa chọn hình thức liên kết với cơ sở đào tạo nước ngoài để trao đổi chương trình đào tạo và học hỏi kinh nghiệm giáo dục từ quốc tế. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Hà Huy Bằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ, Hà Nội và Thái Nguyên, giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, người đã nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về mô hình giáo dục phổ thông và đại học quốc tế, để lắng nghe những chia sẻ của ông về chủ đề này. Cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên ạ. Thưa ông có thể cho biết là những kinh nghiệm quốc tế nào đã được áp dụng ở trong mô hình giáo dục phổ thông tại Việt Nam nói chung và tại Thái Nguyên nói riêng? Với kinh nghiệm đã từng đi rất là nhiều nước ở trên thế giới thì tôi thấy rằng là cái nền giáo dục quốc tế họ đúng thực sự là đặt học sinh làm trung tâm. Ví dụ người ta rất là đề cao cái tính đối thoại giữa học sinh với giáo viên. Trong khi có lẽ là theo cái truyền thống của Á Đông cũng như là cái thời bao cấp kéo dài thì mình hay có cái áp đặt chân lý một chiều từ giáo viên đến học sinh. Và đôi khi các em học sinh vì sợ này sợ kia mà các em không nói thật lên cái suy nghĩ và những cái cảm xúc của mình. Vậy thì tôi nghĩ rằng là cái kinh nghiệm của giáo dục quốc tế có thể áp dụng vào các trường phổ thông của mình. Đó là mình làm thế nào để các giáo viên thật sự gần gũi với học sinh. Điều thứ hai nữa là cái quy mô của lớp không được quá lớn. Các thầy cô cũng có thể là chăm sóc các em được sát hơn, được kỹ lưỡng hơn. Và một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh thêm, đó là các trường của Mỹ, thậm chí họ còn hơn trường của châu Âu về cái tính gọi là sáng tạo. Tôi thấy những cái textbook, những cái sách giáo khoa cho phổ thông ấy, họ ít trình bày những kiến thức kinh viện mà họ lại trình bày rất nhiều về cái ứng dụng của những kiến thức đó trong các vấn đề rất là cụ thể. Và cái cách đặt vấn đề cũng như cách giải quyết của vấn đề cũng đã là bám sát với thực tiễn của cuộc sống rồi. Vậy theo ông thì đâu là những lợi thế cũng như là những khó khăn khi mà áp dụng mô hình giáo dục phổ thông quốc tế tại Thái Nguyên? Khó khăn thì có rất nhiều ạ. Đó chính là thứ nhất là về cái ngưỡng tâm lý của mình. Rất nhiều gia đình, thậm chí là học sinh thì nghĩ bảo thì thôi, chỉ là cho nó vào cái trường đại học nào đó, rồi sau đó cố gắng xin việc cho nó, giống giống bố, giống giống mẹ, đúng không? Tức là không biến những kiến thức của nhà trường trở thành vốn kiến thức mà cần phải có mà phục vụ cho nghề nghiệp của mình trong tương lai. Khó khăn nữa rằng là chúng ta không thể làm một mình mà phải được toàn bộ xã hội ủng hộ. Và từng bước xã hội ta cũng phải chuyển mình, chứ không thể chúng ta làm một mình. Lợi thế là đang còn ít trường thực hiện điều đó. Thành ra như vậy là vẫn có cái tính mới lạ. Những cái năm đầu khi chúng ta chuyển mình thì từ đó sẽ tạo ra một cái đà lớn và vượt qua một cái ngưỡng cản về mặt tâm lý. Và như vậy thì các thế hệ sau sẽ thuận lợi hơn nhiều. Cái lợi thế của phụ huynh học sinh thì chính cái nhận thức của phụ huynh học sinh có thể là cái điều quan trọng nhất, làm cho nhà trường là hướng đến các hoạt động tiên tiến và đi đến tương lai, đặc biệt trong cái bước đường hội nhập quốc tế hiện nay. Hiện nay thì giáo dục đại học của Việt Nam thì đã đẩy mạnh việc liên kết đào tạo với các trường quốc tế. Vậy thì với các trường trung học phổ thông thì việc liên kết với đào tạo quốc tế thì đóng vai trò như thế nào trong bối cảnh hội nhập hiện nay ạ? Chúng ta là học sinh phổ thông thì chúng ta phải hướng đến đầu ra là các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học lớn của thế giới. Thành ra cái việc mà liên kết với các trường đại học ở trên thế giới, các đại học tiên tiến ở Hoa Kỳ, New Zealand, Anh, Úc hay các trường ở các nước khác trở nên rất là quan trọng. Vì như vậy là chúng ta sẽ là định hướng và làm một kênh dẫn cho học sinh để tiếp tục học tập sau khi đã rời ghế nhà trường. Không những đào tạo trò mà còn đào tạo thầy và làm cho cái vị thế quốc tế của trường cũng vì thế mà lớn mạnh hơn. Vâng, cảm ơn ông vì cuộc chia sẻ vừa rồi ạ.
Đến đây, chuyên mục hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.